Kính thưa quý vị, để chuẩn bị đủ nguồn lực phục vụ cách ly khi đón số lượng lớn người Việt ở nước ngoài về nước, thành phố Hồ Chí Minh hiện đã huy động các cơ sở lưu trú tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch. Hiện tại trên địa bàn thành phố đã có 7 khách sạn resort tại huyện Cần Giờ đưa vào sử dụng cho việc cách ly. Một số nơi áp dụng phương thức cách ly có trả phí. Từ ngày 20 tháng 3, khu resort tại huyện Cần Giờ này đã được chuyển đổi thành khu cách ly. Đây cũng là cơ sở lưu trú dịch vụ đầu tiên đồng ý cho thành phố Hồ Chí Minh sử dụng làm khu cách ly tập trung mà không yêu cầu bất kỳ khoản phí nào. Để phục vụ cho công tác này, tất cả các cán bộ nhân viên của khách sạn đã được Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ tập huấn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7 khách sạn ở huyện Cần Giờ được sử dụng để làm khu cách ly với công suất tiếp nhận gần 350 người. Khi mà bàn giao thì Trung tâm Phòng chống dịch đã xuống tiếp nhận liền và cắt cử các bác sĩ và đội ngũ xuống đây để làm công tác cách ly. Cái hai, chính quyền địa phương cũng tham gia tích cực trong việc này là chỗ bố trí lực lượng bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này rất tốt. Ban quản lý có quyết định đó là sẽ chấp nhận, sẽ thành khu cách ly tập trung để mà giảm tải cho những cái khu khác. Sau khi mà khách cách ly mà đã hoàn thành hết đó thì bên phòng y tế sẽ khử trùng, sát trùng toàn bộ khu khách sạn. Thì khi đó thì khách sạn sẽ đi lại hoạt động thì chị nghĩ là nó sẽ bình thường. Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở lưu trú có hai hình thức tham gia làm cơ sở cách ly. Thứ nhất là cơ sở sẽ tự chuẩn bị nguồn lực, vật chất và nhân lực. Khách đến cách ly theo yêu cầu sẽ phải trả phí. Thứ hai là cho mượn cơ sở lưu trú để làm địa điểm cách ly tập trung. Đối với cơ sở cho mượn thì thành phố sẽ phân bổ nguồn lực để đảm bảo công tác tiếp nhận khách cách ly một cách an toàn nhất. Sau cái bước khảo sát sơ bộ, chúng tôi sẽ có đoàn công tác đến làm việc tại các cơ sở lưu trú du lịch để quán triệt những yêu cầu trong công tác làm địa điểm cách ly phòng chống dịch, hỗ trợ để hoàn thiện về cơ sở vật chất để đảm bảo đáp ứng đúng cái quy định của Bộ Y tế. Đồng thời chúng tôi cũng tổ chức tập huấn cho các nhân viên tại cơ sở lưu trú tham gia vào công tác phục vụ khách. Việc triển khai đăng ký cách ly có trả phí cũng như quyết định đối tượng lưu trú tại các cơ sở cách ly là các khách sạn sẽ do lực lượng y tế xác định dựa trên tình trạng sức khỏe của khách. Khi đăng ký, khách được tham khảo giá phòng và dịch vụ. Sở Du lịch cùng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục kiểm tra chất lượng của các cơ sở lưu trú khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nếu khách sạn, resort nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn phục vụ cách ly theo quy định sẽ được đưa vào vận hành.